Jordi, ¿qué tal? ¿Estás contento? ¿De firmar por el Liverpool, Jordi? ¿Tenemos noticias o no? Sí, estoy muy contento. ¿Te queda contento también de quedarte un año más en Valencia? Claro. Tất cả những điều cần biết về Georgi Mamardashvili, thủ môn mới của Liverpool. Chỉ vài ngày sau khi thất bại trong việc theo đuổi tiền vệ Martin Zubimendi của Real Sociedad, Liverpool của chúng ta đã đạt được thỏa thuận với Valencia để ký hợp đồng với thủ môn Georgi Mamardashvili. Tuy nhiên, Mamardashvili sẽ tiếp tục thi đấu cho Valencia đến khi mùa giải này kết thúc và sẽ chuyển tới Anh vào tháng 7 năm 2025. Để sở hữu người khác đến 23 tuổi, chúng ta phải chi ra tổng số tiền lên tới 39 triệu euro, bao gồm 33 triệu trả ngày và 6 triệu phụ phí cho câu lạc bộ chủ quản Valencia. Mình xin gửi đến anh em những thông tin về tân binh mới này. Georgi Mamardashvili sinh ra ở Tbilisi, Georgia vào ngày 29 tháng 9 năm 2000. Cha của anh là David Mamardashvili. Ông là một cựu thủ môn và hiện tại đang là huấn luyện viên thủ môn. Mamardashvili gia nhập đội bóng địa phương FC Gagra khi còn là một cầu thủ trẻ trước khi được Dinamo Tbilisi chiêu mộ vào năm 2012 khi mới 12 tuổi. Mamardashvili đã có 4 năm mài giũa kỹ năng của mình ở đội trẻ Dinamo Tbilisi. Sau đó thủ môn này đã được lên chơi ở đội 1 vào năm 2018 khi mới 16 tuổi. Khi lên đội 1 và với độ tuổi còn khá trẻ, Mamardashvili là phương án dự phòng của đội bóng. Một năm sau đó, Mamardashvili được cho mượn ở câu lạc bộ Rustavi. Mamardashvili ở mùa giải đó đã có 32 lần ra sân trên mọi đấu trường cho Rustavi và giúp Rustavi tránh xuống hạng. Với thành tích khi được cho mượn ở Rustavi, Mamardashvili ngay lập tức đã thu hút câu lạc bộ Lokomotiv Tbilisi muốn có thủ môn này với một bản hợp đồng cho mượn. Tuy nhiên, Mamardashvili chỉ có được 12 lần ra sân trong mùa giải 2019-2020 bởi phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ thủ môn giàu kinh nghiệm ở Lokomotiv Tbilisi. Mùa giải sau đó, Mamardashvili đã chơi tốt hơn nhiều và thủ môn này đã gây ấn tượng và lọt vào mắt xanh của một số tuyển trạch viên Tây Ban Nha khi chỉ mới 20 tuổi. Mamardashvili đã có tổng cộng 23 lần ra sân cho đội tuyển quốc gia và giành được giải thưởng thủ môn xuất sắc nhất năm từ Liên đoàn bóng đá Georgia. Danh tiếng của thủ môn này ngày càng được biết đến nhiều hơn và ngay lập tức Valencia đã nhanh chóng ký hợp đồng với thủ môn này vào mùa hè năm 2021 với một bản hợp đồng cho mượn kèm tùy chọn mua đứt. Mamardashvili ban đầu khi gia nhập Valencia chỉ được cho là phương án dự bị nhưng sau đó đã gây ấn tượng rất lớn với huấn luyện viên Jose Bordalas ở trong giai đoạn tiền mùa giải. Điều đó đã giúp anh có cơ hội bắt chính ngay ở trận mở màn chiến dịch 2021-2022 và trở thành thủ môn Georgia đầu tiên trong lịch sử thi đấu ở La Liga. Mamardashvili ngay ở trận đầu tiên ra mắt đã được vinh danh là cầu thủ xuất sắc nhất trận và anh trực tiếp cạnh tranh một suất bắt chính với thủ môn kỳ cựu người Hà Lan hơn anh 12 tuổi Jasper Cillessen tại Valencia. Mamardashvili gây chú ý với khả năng cản phá những cú sút đáng kinh ngạc cùng phản xạ sắc bén. Trước khi kỳ chuyển nhượng tháng riêng mở cửa vào năm 2022, Valencia đã kích hoạt tùy chọn mua đứt thủ môn này để tránh sự cạnh tranh từ những đội bóng còn lại. Mamardashvili đã giữ sạch lưới 8 trong 18 trận đấu và giúp cho Valencia đứng thứ 9. Có thời điểm, anh đã trải qua 560 phút thi đấu mà không để thủng lưới một bàn nào cả. Sau đó, Mamardashvili có tên trong đội hình tiềm năng của La Liga do tờ Marca bình chọn. Ở Valencia, anh đứng thứ 2 và chỉ xếp sau Goncalo Guedes cho danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải của câu lạc bộ. Với thành tích kinh ngạc như vậy, không có gì quá ngạc nhiên khi Mamardashvili đã được gọi lên đội tuyển quốc gia Georgia. Thành tích ở mùa giải 2021-2022 tại La Liga, Mamardashvili thi đấu 18 trận, đạt tỷ lệ cản phá trung bình 1,25 bàn thắng mỗi trận. Anh có tổng cộng 8 trận giữ sạch lưới, nhận 20 bàn thua và có 55 pha cứu thua với tỷ lệ cứu thua 73%. Con số này chỉ xếp sau thủ thành Thibaut Courtois. Bước vào mùa giải thứ hai tại Valencia, Mamardashvili là sự lựa chọn hàng đầu không thể thay thế của câu lạc bộ này. Anh ấy đã ký mới một bản hợp đồng 5 năm, bao gồm điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 100 triệu euro. Điều đó cho thấy Valencia
đánh giá rất cao Mamardashvili. Mamardashvili bắt chính toàn bộ 38 trận đấu tại La Liga và giúp Valencia, một đội bóng đang gặp khó khăn về tài chính, trụ hạng thành công khi chỉ cách khu vực xuống hạng 2 điểm. Mamardashvili đã có tổng cộng 42 lần ra sân trên mọi đấu trường cho Valencia và được vinh danh là cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải của câu lạc bộ bởi chuỗi các màn trình diễn siêu phàm của mình. Mamardashvili ở mùa giải 22-23 La Liga thi đấu 38 trận, tỷ lệ cản phá trung bình là 1,35 bàn thắng mỗi trận, có 7 trận giữ sạch lưới, phải nhận 45 bàn thua, có 105 pha cứu thua và tỷ lệ cứu thua 70%. Sự nhất quán của cầu thủ này khiến anh trở nên nổi bật. Mamardashvili nhanh chóng trở thành một trong những ngôi sao của đội. Mamardashvili còn là thủ môn thường xuyên được bắt chính cho đội tuyển Georgia. Mamardashvili bắt chính cả 8 trận ở vòng loại Euro cho Georgia. Anh giữ sạch lưới 3 trận trong 3 lần ra sân ở Nation League 2022. Điều này giúp Georgia đủ điều kiện tham dự vòng playoff Euro. Mamardashvili cũng đã giúp Georgia lần đầu tiên vượt qua vòng bảng giải vô địch U21 châu Âu. Bước vào mùa giải trước 2023-2024, Mamardashvili nằm trong tầm ngắm của những câu lạc bộ hàng đầu thế giới và được cho rằng sẽ trở thành ngôi sao trong những năm tới. Anh đã chơi 37 trong số 38 trận ở La Liga và là một trong những thủ môn xuất sắc nhất Tây Ban Nha. Thành tích của Mamardashvili ở mùa giải 2023-2024 La Liga thi đấu 37 trận, có 3 pha cứu thua trên chấm phạt đền. Đây là thành tích tốt nhất của một thủ môn tại La Liga mùa giải 2023-2024. Cản phá trung bình 9,3 bàn thắng mỗi trận cũng cao nhất La Liga, có 13 trận giữ sạch lưới. Anh phải nhận 41 bàn thua, có tổng cộng 108 pha cứu thua, đạt tỷ lệ cứu thua 73%. Mamardashvili cũng giúp Georgia đủ điều kiện tham dự giải đấu quốc tế lớn đầu tiên của họ trong trận chung kết playoff Euro. Khi anh đã cản phá thành công một quả phạt đền trong chiến thắng bằng những loạt đá luân lưu trước Hy Lạp. Danh tiếng của Mamardashvili thậm chí còn tăng cao hơn nữa tại Euro mùa hè này khi đã giúp Georgia, một đội bóng không được đánh giá cao, đã bất ngờ lọt vào vòng 16 đội. Mamardashvili đã thực hiện 11 pha cứu thua đáng kinh ngạc để giúp Georgia có điểm trước Séc trong trận đấu thứ hai vòng bảng trước khi giữ sạch lưới trong chiến thắng trước Bồ Đào Nha, giúp đảm bảo đội bóng của mình có một suất lọt vào trong vòng loại trực tiếp. Đây là một thành tích lịch sử của Georgia. Mặc dù bị loại ở vòng 16 đội trước Tây Ban Nha, nhưng Mamardashvili đã có 30 pha cứu thua tại Euro năm nay. Con số nhiều hơn ít nhất 12 lần so với bất kỳ thủ môn nào khác. Anh ấy cũng có tỷ lệ cản phá nhiều nhất với trung bình 4,7 pha cản phá mỗi trận và khẳng định mình là thủ môn hàng đầu ở đấu trường quốc tế. Năm nay chỉ mới 23 tuổi, Mamardashvili đã sẵn sàng cho những bước tiếp theo trong sự phát triển của mình. Khả năng cản phá những cú sút của anh ấy đã đạt đẳng cấp thế giới. Với chiều cao gần 2 mét, nó cho phép Mamardashvili làm chủ trước những tình huống tạt bóng của đối phương. Mamardashvili cũng đã mài giũa kỹ năng lãnh đạo của mình trong những năm qua tại Valencia. Hiện đang ở độ tuổi mà hoàn toàn có khả năng học hỏi và trau dồi thêm kinh nghiệm. Một tương lai tươi sáng đang đón chờ thủ thành này. Tại Valencia, Mamardashvili được khuyến khích phất bóng dài, nhưng điều đó sẽ không phù hợp ở Liverpool, khi huấn luyện viên Arne Slot xây dựng lối chơi phát triển bóng từ dưới lên. Và để thích nghi với lối đá này của Liverpool, Mamardashvili cần phải cải thiện khả năng chơi bóng bằng chân của mình. Việc Liverpool có được chữ ký của một tài năng có thể đạt tới đẳng cấp thế giới với mức giá khoảng 35 triệu bảng thì đó là một mức phí tương đối khiêm tốn trên thị trường hiện nay. Mamardashvili trẻ hơn Alisson 8 tuổi và sẽ đảm bảo có thể chơi cho Liverpool ít nhất là 10 năm tới. Đây hoàn toàn là kế hoạch kế nhiệm dài hạn và nó có thể tiết kiệm cho câu lạc bộ hàng triệu đô la. Alisson Becker cũng chào đón đối thủ cạnh tranh chính của mình tại Anfield. Ở tuổi 32, ngôi sao Brazil đang ở mùa giải thứ 7 tại Liverpool và cho rằng một ngày nào đó anh cũng sẽ phải trao găng cho thế hệ trẻ. Trong một cuộc phỏng vấn với The Times, Alisson Becker thừa nhận anh hiểu được vị thế của Liverpool. Câu lạc bộ cần phải chuẩn bị cho tương lai. Chúng tôi sẽ không ở đây mãi mãi. Tôi đang ra đi. Câu lạc bộ cũng sẽ làm như vậy với nhiều vị trí khác nhau. Chúng tôi có rất nhiều cầu thủ quan trọng sắp hết hạn hợp đồng và câu lạc bộ cần phải tự tổ chức cho tương lai. Tôi nghĩ đó là một ý tưởng hay.
Tôi biết về thương vụ Mamardashvili trước khi nó xuất hiện trên mạng xã hội và đó là một thông điệp tốt cho tôi vì câu lạc bộ quan tâm đến những gì tôi nghĩ. Họ đang làm điều đúng đắn. Nhưng về phía tôi, miễn là tôi còn hợp đồng ở đây và miễn là tôi hạnh phúc ở đây, câu lạc bộ hài lòng với tôi, gia đình tôi hạnh phúc ở đây, thì tôi sẽ ở lại. Giá trị của Mamardashvili có thể vượt qua con số 35 triệu euro trong những năm tới. Vì vậy, việc đưa anh ấy về Liverpool là quyết định đúng đắn của ban lãnh đạo Liverpool. Trước đó, Liverpool của chúng ta cũng đã phá vỡ kỷ lục chuyển nhượng ở câu lạc bộ cho một thủ môn khi đã ký hợp đồng với Alisson từ AS Roma vào năm 2018. Đây sẽ là một bước đi khôn ngoan cho việc tìm người thay thế Alisson trong tương lai. Mình xin cảm ơn anh em đã theo dõi video của mình. Anh em đừng quên để lại một like, share và hãy ấn đăng ký kênh để mình có thể gửi đến cho anh em những thông tin cập nhật mới nhất về đội bóng của chúng ta nhé. Anh em cũng đừng quên đưa ra ý kiến của mình ở phía dưới phần bình luận. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại anh em ở các video sau. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.